Khúc này là tua lại khúc đầu mà Quân nhận xét là nhà Fabo là lúc đầu là rất là hoàn hảo. Một người rất là năng động này và rất là có lợi thế về ngoại hình. Nhưng mà tới cái lúc bắt vịt là mình giống như mình bị vỡ mộng. Màu vàng ạ, ngôi sao màu vàng. Dạ. Màu vàng luôn ạ. Yeah. Bây giờ là chúng ta sẽ chia đội như sau. Những gia đình có ngôi sao và mũ giống nhau thì sẽ thành một đội. Mình chơi với anh nè. Anh chơi sao? Anh chơi. Con được chung đội với anh chơi. Con có thích không? Được, đi dạ. Giờ màu vàng. Đúng màu con mình thích không? Hào hứng và rất là tự tin. Bởi vì gia đình cũng đã biết Fable từ trước là một người rất là năng động này, và rất là có lợi thế về ngoại hình. Trời ơi trời, Fable bắt con vịt gì kỳ vậy Fable? Ủa Fable sợ. Yeah, yeah, cố lên. Nó nhảy quá. Hai vịt lại. Chiến thuật này không hợp lý rồi. Nó xoay vậy? Con có sợ không? Không sợ nó ha. Anh là hơi mất thời gian rồi nha. Không biết là rồi đem dịch ra. Không biết là đội nào cùng với chúng ta. Trời. Sờ vào đi con. Ba con luôn. Anh là dân chuyên bắt dịch chuyên nghiệp đúng không ạ? Túng cái mình anh ơi. Cố lên. Pha bồ cố lên. Giữ cái đầu á. Có bị sờ vào, có sờ vào. Sờ vào. Ok. Chúc mừng Vin và Josie. Tổng thời gian của hai gia đình Nửa tiếng 30 phút 75 giây. Đùa thôi. 2 phút 58 giây. Yeah. Vỗ tay khuyến khích đi mọi người ơi. Nhanh mà. Này là do tụi em chấp á. Khúc này là tua lại khúc đầu mà Quân nhận xét là nhà Fabo là lúc đầu là rất là hoàn hảo. Một người rất là năng động này và rất là có lợi thế về ngoại hình. Nhưng mà tới cái lúc bắt vịt là mình giống như mình bị vỡ mộng.